Xin chào các bạn nhỏ, chú là Viên Max và ngày hôm nay chú sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là thú vị. Câu chuyện rùa và vịt trời. Có một bạn rùa nọ đã quá mệt mỏi với việc phải bò. Tất cả những gì nó làm trong đời dường như chỉ có bò, bò và bò. Cái mai trên lưng nó thì lớn và nặng, còn bốn cái chân của nó thì mập, lại ngắn và yếu nữa. Việc bước đi khiến nó mệt mỏi và chạy thì gần như là không thể. Nó có thể bơi, nhưng sau một thời gian thì chuyện đó cũng trở nên nhàm chán. Phải ở dưới nước trong khi tất cả những gì nó muốn là được nhìn thấy thế giới rộng lớn tuyệt vời trên cạn. Ước gì mình có thể bay như các bạn vịt trời kia nhở? Đột nhiên, mấy con vịt trời đáp xuống gần nó. Nó liền bò lại gần họ. Xin chào các bạn, các bạn có thể dạy tớ bay được không? Bạn không thể bay khi không có cánh. Dù sao đi nữa, bạn cũng không có hình dáng thích hợp để bay. Với cái mai lớn trên lưng và với mấy cái chân mập mạp kia, bạn mà bay trông sẽ buồn cười lắm. Nhưng con rùa vẫn nài nỉ van xin các bạn vịt trời. Nhưng mà tớ rất muốn bay, các bạn dạy tớ đi mà. Sau một hồi, các bạn vịt bắt đầu mệt mỏi với bạn rùa phiền phức và cứng đầu này. Thế là một bạn vịt trong đàn lên tiếng. Bạn không thể cứ thế mà bay lên trời được đâu. Nhưng chúng tôi có thể đưa bạn bay lên với cây gậy này. Ngậm chặt cây gậy này vào đi. Hai bạn vịt trời giữ chặt lấy hai đầu của cây gậy, và bạn rùa thì ngoạm lấy đoạn giữa. Sau đó các bạn vịt giải cánh và đưa tất cả bay lên. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Chúng bay qua một thành phố. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy con rùa trên không. Đây thật là một cảnh tượng lạ lùng. Họ chăm chú nhìn và còn vẫy vẫy tay. Con rùa nhìn thấy mọi người vẫy tay và điều đó khiến nó rất tự hào. Nó nghĩ, wow, chắc họ nghĩ rằng mình là một con rùa rất tài ba. Đúng vậy, nó là một con rùa duy nhất có thể bay được. Và nó nghĩ nó phải nói cho họ điều đó. Nhìn này, tôi có thể bay. Bạn rùa hét lên, miệng mở ra. Ồ, đây thực sự không phải là một việc khôn ngoan cho lắm. Vì khi bạn rùa mở miệng, nó đã buông cây gậy ra và rơi xuống. Câu chuyện đến đó là hết. Trừ chuyện bạn rùa đã quyết định rằng rốt cuộc thì bay không hẳn là một trò hay ho cho lắm, ít nhất là đối với một bạn rùa. Thế là từ đó bạn rùa không còn muốn bay nữa và rất vui vẻ sống với cuộc sống hiện tại. Vậy là hết rồi. Xin cảm ơn bạn Stu trong vai vịt trời và bạn Pete trong vai rùa. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.